Em Thảo gửi một lời chào tới toàn thể các bác, nhất là các bác đang đi săn ong, các bác tìm lan và các bác đang chuẩn bị đi du lịch. Và hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác 4 mẫu ong nhỏ. Ở cái video ngắn này thì đây là một sự lựa chọn sáng suốt nhất để các bác lựa chọn được một cái dòng ống nhòm có độ phân giải cao, lét nhất. Thế thì hôm nay em sẽ có EK nha, Bolly và dòng Suco này. Và với con Bicola này là một cái mẫu ống nhòm mà em cũng đã đưa tới các bác nhiều nhất. Thì dòng Bicola này thì với cái vỏ ngụy trang của nó bên ngoài thì sẽ không giống một cái loại nào khác cả. Nó phần bên ngoài của nó thì được tráng phủ một lượt cao su lon rất chỉ là mềm dẻo để bảo vệ cái phần ống kính của bên trong. Và với con Bicola này thì em chia sẻ thực tế cho các bác nhà mình được biết. Với cái dòng HD 10x42, độ phân giải của nó là 369, nhìn xa 1000m và nhìn rộng cũng là 1000m. Và với con này thì với cái hốc mắt của nó rất chỉ là rộng nhá. Con này thì em cũng nói với các bác là cái giá của nó rất chỉ là mềm mại, chỉ bằng lửa những cái dòng bình thường thôi. Nhưng mà cái chất lượng của nó thì lại tương xứng với cái dòng tầm độ 4 triệu, gần 4 triệu. Đấy, con này thì giá tiền nó không có tới một lửa như vậy nha các bác nhé. Đấy, đây là cái phần khi các bác nhà mình nhận về mở ra để kiểm tra. Kính xanh. Với cái độ nhìn 1000m led căng thì đây là một con ống nhòm rất xứng đáng để các bác nhà mình lựa chọn trong cái vụ săn ong này. Và cũng như là các bác nhà mình đi du lịch, đi picnic đang cần một chiếc ống nhòm. Các bác hãy mở cái phần này ra nhé. Bác mở phần này ra. Đấy, với cái phần khoang mắt thì rất chi là rộng. Và với con Bicola này thì bác nào mà đang quan tâm thì hãy nhớ tên. Và các bác mà muốn sưu tầm dòng ống nhòm xịn thì hãy vào Zalo của em qua đầu số điện thoại đây để em tư vấn và gửi tới các bác những cái dòng ống nhòm tốt nhất. Đấy, và các bác mà đang quan tâm tới nhiều sản phẩm thì đừng quên đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay của bác nhé. Và với EK thì nó là một cái dòng đặc biệt thương hiệu nổi tiếng rồi. EK thì nổi tiếng từ ngày xưa đến bây giờ, chưa bao giờ hết nổi tiếng cả. Đấy, em sẽ mở con EK ra. Tất cả những dòng ống nhòm thì mình sẽ mở và em nói cho các bác những cái phụ kiện đi cùng của nó sẽ đầy đủ hết nhé. Khăn lau, túi sách, dây đeo sẽ có đầy đủ hết. Và em sẽ đưa tới các bác nhà mình là con EK kính hồng. Và với cái độ phân giải của nó cũng là loại 10x42 của dòng EK. Thì cũng chia sẻ từ các bác EK đặc điểm của nó là gì. EK đặc điểm của nó là sẽ là một hơn những cái dòng khác rất chỉ là nhiều, đó là chống nước. Các bác sẽ chống nước hoàn toàn với con này, kể cả bác sử dụng trong trời mưa cũng rất chỉ là ok nhá. Đấy, và em cũng chia sẻ luôn từ các bác thì tất cả những cái dụng cụ gì cũng thế, của bền tại người. Vì với cái ống nhòm này nó rất chỉ là tốt rồi, có chế độ chống nước rất chỉ là nhiều, nhưng mà mình mà giữ gìn tốt thì nó sẽ bền theo 5 tháng cực kỳ là ok nha các bác nhé. Đấy, con này thì có chống nước này. Và với những con không chống nước thì như thế nào cũng chia sẻ luôn từ các bác này. Ví dụ như cái dòng chống nước này cũng không vấn đề gì cả. Vẫn mình đi trời mưa thì mình cho vào trong túi này mình đeo thôi, cũng không vấn đề gì hết nha các bác nhé. Đấy, thì với con EK này thì các bác nhà mình sẽ sử dụng thì sẽ ngon. Tuyệt đối dòng kính hồng để nhìn cũng rất chỉ là êm, nhưng mà với cái giá trị của nó tương đối là cao. Và đợt này thì bên đơn vị em đang giảm giá tới 200.000 trên một chiếc. Đấy, bác nào mà đang quan tâm và đang muốn sưu tầm một loại ống nhòm xịn nhất, đẳng cấp và giá trung bình thì hãy liên hệ trực tiếp ngay tới em nhé. Đây là con EK mắt hồng. Tất cả những dòng ống nhòm này thì bên em đều giảm giá các bác nhé. Đấy, con này cũng là con EK này. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ từ các bác 4 loại để các bác nhà mình được sưu tầm. Và với con Bolly, đây là một cái dòng cũng là anh em của con EK, cái nó cũng hình dáng của nó cũng tương đối nhá. Các bác khi sử dụng muốn chỉ tỉnh tùy chỉnh theo cái hốc mắt của mình, các bác hãy bẻ nó khum như thế này để mình nhìn cho làm sao cho khuôn nó mắt nhé. Tất cả những cái dòng này độ phân giải của nó thì sẽ đều là 10x42 và các bác phải chỉnh như này này. Đấy, các bác chỉnh như này, chỉnh nét ở đây nha các bác nhá. Đấy, các bác chỉnh ở đây. Và với cái dòng ống nhòm thì hôm nay đây là 4 cái mẫu đặc sắc nhất để các bác nhà mình đi săn ong. Với cái độ led căng thì cũng rất nhiều video em test cho các bác nhà mình được xem rồi. Với những cái dòng này thì giá của nó rất chi là thấp các bác ạ. Đấy, ở đợt này nó chỉ hơn 1 triệu thôi. Đấy, rất chi là ok nha các bác nhé. Với con Bolly. Đấy, và tiếp tục tới một cái mẫu cuối cùng, đó là mẫu Suco. Thì cái mẫu này nó đặc biệt hơn, nó sẽ dài, thiết kế của nó dài hơn một chút, rất chi là ngon. Độ phân giải của nó là 10x42.
Đấy, tất cả những cái dòng mà 10 các bác nhìn 10 trên 42 là nó là cái dòng ống kính to, nhìn khoang rộng. Tất cả cái tầm nhìn hôm nay em đưa từ các bác thì đều là rộng 1.000 và nhìn xa 1.000 mét. Và đối với các bác soi ong thì cái tầm để mà nó led căng nhất, chuẩn xịn nhất thì nó tầm độ 250 đến 300 mét về những cái mẫu ống nhòm này. Tất cả thì sẽ đều có phụ kiện, nhưng riêng con này cái túi của nó sẽ là túi vải. Các bác sẽ mở cái phần, tất cả sẽ mở phần hộp mắt này, sau đó các bác chỉnh phần mắt. Phần mắt thì mình sẽ mở ra, mình sẽ mở hộp mắt nhé, và mình mở ra đây, đây. Các bác hãy chỉnh như này, và sau đó mình sẽ chỉnh độ led ở đây, mình sẽ chỉnh độ led ở đây các bác nhé. Đấy, và con Suco này thì với cái dòng này thì đây là một cái phân khúc để các bác nhà mình đi soi ong, giá trị của nó tầm vừa phải. Đấy, con này thì giá của nó cũng trên 1 triệu nhé, chưa tới 1,5 triệu. Đấy, và hàng mới về thì cái giá đợt này thì đều là giảm giá rất chi là sâu cho các bác. Thế bác nào mà đang quan tâm tới những cái mẫu ống nhòm này hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị em. Đấy, và bác nào mà đặt những con ống nhòm này nhá thì em sẽ đưa tới các bác với cái giá thấp nhất trong mùa đi săn ong này. Đấy, bác nào mà mua ở video này nhá, cứ gọi điện trực tiếp tới em. Và hôm nay con này em sẽ giảm giá cho các bác, đầu tiên sẽ là 1,3 triệu. Đấy, giá là thấp nhất ở cái video ngày hôm nay. Đấy, và bác nào đang có nhu cầu về e cây cao cấp và dòng Bigula này thì cứ liên hệ trực tiếp tới đơn với em nhé. Nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác những cái ống nhòm tuyệt đẹp nhất và chất lượng nhất trong mùa đi săn năm nay. Nhất là các bác đi du lịch, đi picnic cần thì liên hệ tới em để em tư vấn trực tiếp nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.